trong khi thế giới bên ngoài đã và đang dần hình thành các liên minh và xu thế kìm hãm sự xâm nhập của Trung Quốc, thì bên trong đất nước này cũng nổi lên liên tiếp những vấn đề khiến chính quyền Bắc Kinh phải đau đầu. Tình trạng thiếu điện dẫn tới cắt điện trên diện rộng còn chưa có dấu hiệu cải thiện, đe dọa tới sản xuất kinh tế và ổn định xã hội khi người dân ngày càng bất bình. Nhưng Bắc Kinh đã ngay lập tức phải đối diện với tình trạng khủng hoảng mới của cả kinh tế và xã hội. Ba đội quân thất nghiệp vừa được gia tăng bởi chính các chính sách của nhà cầm quyền Trung Quốc sẽ gia tăng thêm căng thẳng và sự bất bình trong xã hội. Bên cạnh đó, Trung Quốc đã phải cầu cứu Nga để giúp đối phó với tình trạng thiếu điện trầm trọng. Các nhà máy điện hạt nhân vốn đã từng làm ngoại giới lo lắng vì độ an toàn của Trung Quốc đã được yêu cầu hoạt động hết công suất. Ở một diễn biến khác, tiểu bang Texas của Hoa Kỳ đã tiếp nối Arizona tuyên bố sẽ kiểm toán kết quả bầu cử tổng thống năm 2020. Các tin tức khác trong chương trình cũng bao gồm biên tập viên chuyên nghiên cứu về vụ đầu độc ông Navalny bị Nga truy nã. Mỹ, Nga tổ chức các cuộc đàm phán kiểm soát vũ khí chuyên sâu ở Geneva. Phán quyết về ông Sarkozy được coi là cảnh báo đáng ngại cho các đối thủ cạnh tranh của Macron. Trung Quốc cảnh báo chính phủ mới của Nhật Bản, việc của Đài Loan là việc của Trung Quốc. Quý vị và các bạn đang theo dõi Mục tin Thế giới sáng ngày 1 tháng 10 của DKN TV và tiếp sau đây là các nội dung chi tiết. biên tập viên chuyên nghiên cứu về vụ đầu độc ông Navalny bị Nga truy nã. Kính thưa quý vị, biên tập viên của hãng tin Nga G Insider đã khiến Điện Kremlin tức giận khi làm các phóng sự điều tra, trong đó có cả vụ đầu độc chính trị gia đối lập Alexei Navalny, cho biết chính quyền đã tuyên bố ông là kẻ bị truy nã. Roman Dobrakhotov, tổng biên tập tờ G Insider, nói với Reuters rằng nhà chức trách cáo buộc ông đã vượt biên trái phép để trốn khỏi Nga. Ông cho biết hiện ông đang ở ngoài nước Nga và không muốn tiết lộ địa điểm của chính mình. Ông cũng không cho biết đã rời khỏi Nga như thế nào. Cơ quan an ninh liên bang nói ông Dabrokotov đã vượt biên trái phép sang Ukraine vào đêm 31 tháng 7 bằng cách đi bộ, với sự giúp đỡ của các cá nhân giấu tên khác. Giới chức Nga tuyên bố sẽ tìm cách bắt giữ và truy tố ông. Ông Dabrokotov cho biết trên Twitter, vào sáng 30 tháng 9, cảnh sát đã khám xét hai căn hộ ở Moscow của gia đình và cha mẹ của ông, đồng thời thu giữ điện thoại di động và máy tính. The Insider đưa tin, các nhân viên cảnh sát cũng đã đưa vợ của ông đi thẩm vấn. Luật sư của ông, bà Julia Kuznetsova, nói với Reuters rằng ông đã bị truy nã vào ngày 23 tháng 9. Ông Dobrokotov cho biết, Cảnh sát đã tịch thu hộ chiếu của ông vào tháng 7 sau khi khám xét nhà của ông và chỉ định ông làm nhân chứng trong một vụ vu khống không liên quan. Ông cáo buộc cảnh sát đã hành động bất hợp pháp bằng cách lấy hộ chiếu của ông và nói với Reuters rằng ông có mọi quyền đi du lịch bên ngoài nước Nga. Ông cũng cho biết ông coi cáo buộc ông vượt biên trái phép là phi lý. Truyền thông và các nhà báo chỉ trích chính quyền ở Nga khi phải đối mặt với áp lực ngày càng lớn trước cuộc bầu cử quốc hội vào tháng này và vì chiến dịch chống lại những người mà chính quyền coi là mối đe dọa đối với sự ổn định chính trị. Mỹ, Nga tổ chức các cuộc đàm phán kiểm soát vũ khí chuyên sâu ở Geneva. Kính thưa quý vị, chính phủ Mỹ và Nga cho biết trong một tuyên bố chung vào hôm thứ năm rằng họ đã tổ chức các cuộc đàm phán chuyên sâu và thực chất trong cuộc gặp thứ hai nhằm so dịu căng thẳng giữa các cường quốc vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới. Hai nước đã nhất trí thành lập hai nhóm công tác. Nhóm này sẽ triệu tập trước cuộc họp toàn thể lần thứ ba. Thời gian của cuộc họp thứ ba chưa được cung cấp. Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhất trí tại Hội nghị Thượng đỉnh vào tháng 6 ở Geneva để cùng bắt tay vào một đối thoại ổn định chiến lược song phương tích hợp nhằm tạo cơ sở cho việc kiểm soát vũ khí và giảm thiểu rủi ro trong tương lai. Trong cuộc họp thứ hai diễn ra vào hôm thứ Năm tại Geneva, các phái đoàn do Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Wendy Sherman và Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov làm trưởng đoàn đã nhất trí các nhóm công tác sẽ tập trung vào các nguyên tắc và mục tiêu cho việc kiểm soát vũ khí trong tương lai, cũng như các năng lực và hành động có tác dụng chiến lược. Một quan chức cấp cao của chính quyền Hoa Kỳ nói với các phóng viên rằng Washington nghĩ rằng đây là một cuộc họp rất hiệu quả. Phán quyết về ông Sarkozy được coi là cảnh báo đáng ngại cho các đối thủ cạnh tranh của Macron. Kính thưa quý vị, phán quyết dành cho cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy là lời cảnh báo đáng ngại mà nhà lãnh đạo đương nhiệm Pháp Emmanuel Macron gửi tới các đối thủ có ý định cạnh tranh với ông ta trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2022. Phó tiến sĩ khoa học chính trị Alexei Chikachev đã nói về điều này trong cuộc trò chuyện với giới truyền thông Nga. Tòa án Paris kết án ông Sarkozy một năm tù vì tội tài trợ bất hợp pháp cho chiến dịch bầu cử trong năm 2012. Theo nhà khoa học chính trị Chikachev, đây là lần đầu tiên nguyên thủ quốc gia Pháp không phải bị kết án treo, cũng không phải phạt tượng trưng mà là tù giam thực sự. Tất nhiên, vấn đề không phải là Sarkozy sẽ phải ngồi tù, ông ta vẫn sẽ chấp hành bản án này, rất có thể dưới hình thức quản thúc tại gia. Phó tiến sĩ Chikachev nói, chuyên gia nêu ra những lý do dẫn đến bản án nghiêm khắc dành cho cựu Tổng thống Sarkozy. Ông lưu ý rằng chiến dịch bầu cử ở Pháp đã được khởi động. Chính phủ đương nhiệm đang tìm cách chứng tỏ rằng họ vẫn nắm thế chủ động trong tay và có thể giáng đòn vào các lực lượng đối lập, chủ yếu là vào Đảng Cộng Hòa do ông Sarkozy đứng đầu. Chúng ta đang nói về đòn giáng mạnh vào Sarkozy khi ông ta vẫn là nhân vật có ảnh hưởng trong giới cực hữu như một người cố vấn, một nhà lãnh đạo đạo đức, mà các chính trị gia khác tham khảo ý kiến, nhưng không phải là ứng cử viên. Ông Chikachev nhấn mạnh, Trường hợp ông Sarkozy chỉ là sự tiếp nối chính sách của Macron, nơi sự trong sạch đời sống chính trị là mục tiêu quan trọng của chương trình. Chuyên gia Chikachev kết luận, tốt hơn hết là tất cả các ứng cử viên sẽ tự kiểm tra lại tất cả hoạt động và toàn bộ sự nghiệp trong quá khứ của họ một lần nữa không loại trừ sẽ là lặp lại lịch sử năm 2017, khi đối thủ mạnh nhất của Macron bị bôi nhọ bằng mọi cách có thể. Tiếp tục chương trình với một tin tức đáng chú ý từ chính trường Mỹ. Texas công bố kiểm toán kết quả bầu cử năm 2020. Thưa quý vị, sau khi tiểu bang Arizona, Hoa Kỳ thông báo vào hôm thứ Sáu, 24 tháng 9 rằng có quá nhiều vấn đề trong cuộc tổng tuyển cử năm 2020 của tiểu bang thì thủ phủ của bang Texas vào ngày 28 tháng 9 cũng tuyên bố họ đang kiểm toán kết quả của cuộc tổng tuyển cử năm 2020 ở Texas. Sau khi Arizona nhận thấy rằng 53.305 phiếu bầu trong bang có thể có vấn đề, Texas đã thông báo vào hôm thứ Ba 28 tháng 9 rằng họ cũng sẽ kiểm tra các quận Dallas, Harris và Tarrant của tiểu bang này. Văn phòng Tổng thư ký Texas đã thông báo vào ngày 28 tháng 9 rằng cuộc kiểm toán của tiểu bang bao gồm hai giai đoạn. Đầu tiên là kiểm tra độ chính xác của các máy bỏ phiếu ở các quận này trong cuộc tổng tuyển cử năm 2020 và đánh giá tình trạng an ninh mạng của các điểm bỏ phiếu. Đồng thời xóa những phiếu bầu bị đánh dấu là gian lận trong cuộc tổng tuyển cử năm 2020 và đếm số phiếu. Văn phòng ngoại trưởng cho biết, đây là công việc mà tất cả các quận trong bang phải thực hiện theo quy định của pháp luật sau cuộc bầu cử. Họ nói rằng các quan chức của Ủy ban bầu cử của tiểu bang đã nhận được danh sách những người có thể đã gian lận trong cuộc tổng tuyển cử năm 2020 của Trung tâm Thông tin Đăng ký Điện tử của tiểu bang này, bao gồm những người có thể đã bỏ phiếu hai lần ở Texas và những người có thể sống ở các tiểu bang khác nhưng lại bỏ phiếu bất hợp pháp ở Texas. Các quan chức Texas cũng xác nhận có sự tham gia của những người không phải là công dân Hoa Kỳ trong việc bỏ phiếu ở tiểu bang này. Văn phòng Tổng thư ký Texas tuyên bố rằng Giai đoạn đầu tiên của cuộc kiểm toán đang được tiến hành. Sau cuộc kiểm toán ở giai đoạn này, Ủy ban Chiến dịch Texas có thể báo cáo tất cả những cử tri bất hợp pháp cho Văn phòng Tổng trưởng lý Texas để điều tra. Giai đoạn thứ hai sẽ bắt đầu vào mùa xuân năm 2022 và chủ yếu sẽ điều tra hồ sơ bầu cử của các quận này. Hồ sơ bầu cử bao gồm hồ sơ kiểm tra các máy bỏ phiếu, hồ sơ bỏ phiếu của các cử tri đã đăng ký, hồ sơ theo dõi các lá phiếu đã gửi và phiếu bầu sớm và hồ sơ về chuỗi quản lý các thiết bị khác nhau trong cuộc bầu cử. Trung Quốc cảnh báo chính phủ mới của Nhật Bản, việc của Đài Loan là việc của Trung Quốc. Kính thưa quý vị, một ngày sau khi chính quyền Trung Quốc cho biết họ đã sẵn sàng làm việc với nhà lãnh đạo tiếp theo của Nhật Bản, ông Fumio Kishida, một quan chức quốc phòng cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã đưa ra lời cảnh báo nghiêm khắc về việc Tokyo nên giảm bớt mối quan hệ an ninh mới chấm nở với Đài Bắc. Các thành viên nội các của Thủ tướng sắp mãn nhiệm, Yoshide Suga, đã đưa ra các cuộc thảo luận công khai trong những tháng gần đây về một cuộc tấn công tiềm tàng của Trung Quốc vào Đài Loan, nó chắc chắn sẽ tác động như thế nào đến Nhật Bản cũng như vai trò của lực lượng tự vệ trong những trường hợp xung đột khu vực rộng lớn hơn với quân đội Trung Quốc. Bản thân ông Kishida trong chiến dịch tranh cử để trở thành chủ tịch Đảng Dân Chủ Tự Do LDP cầm quyền của Nhật Bản, đã mô tả Đài Loan là tuyến đầu của cuộc đụng độ giữa chủ nghĩa độc tài và dân chủ. Trong một cuộc phỏng vấn với The world Street Journal hồi đầu tháng 9, ông nói Nhật Bản nên tiến hành mô phỏng với Hoa Kỳ. Bắc Kinh đã khiếu nại ngoại giao ở Tokyo sau mối nhận xét đáng chú ý về Đài Loan. Vào hôm thứ Năm, Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã cáo buộc Nhật Bản can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của nước này. Việc của Đài Loan là việc của Trung Quốc, Nhật Bản không liên quan gì đến việc này. Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Kiên đã nói trong một cuộc họp báo hàng tháng tại thủ đô Bắc Kinh vào hôm thứ Năm 30 tháng 9. Nhắc lại lịch sử thời chiến của Nhật Bản, ông Ngô Kiên nói, Trung Quốc ngày nay không còn như trước đây nữa. Ông Ngô Kiên đặc biệt nêu vấn đề với định khung những căng thẳng có thể xảy ra khi Thứ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Yasuhide Nakayama đã nói, Nhật Bản và Đài Loan không chỉ gần gũi về mặt địa lý, mà còn ví mối quan hệ như một gia đình. Tại cuộc họp báo của mình vào hôm thứ Năm ngày 30 tháng 9, ông Ngô Kiên cũng nhắm vào cái mà ông gọi là các chính trị gia vô đạo đức trong Quốc hội Hoa Kỳ. Những người mà ông nói là chịu trách nhiệm về việc kiên trì với tâm lý chiến tranh lạnh và phóng đại cái gọi là mối đe dọa Trung Quốc một cách vô cớ. Bình luận của ông Ngô Kiên được đưa ra nhằm đáp lại việc Hạ viện Mỹ đã thông qua đạo luật ủy quyền quốc phòng NDAA cho năm tài chính 2022 vào hôm thứ Năm tuần trước. Ngoài việc phê duyệt ngân sách hoạt động tiếp theo của ngũ giác đài, luật này còn tìm kiếm sự hợp tác quốc phòng hơn nữa giữa Hoa Kỳ và Đài Loan. Trong số đó, có mục tiêu thiết lập một chương trình hợp tác giữa vệ binh quốc gia Hoa Kỳ và các lực lượng vũ trang của Đài Loan để cùng tham gia vào các hoạt động giao lưu văn hóa và quân sự trong 10 năm tới. NDAA cũng kêu gọi Hải quân Đài Loan được mời tham gia cuộc tập trận Vành đai Thái Bình Dương vào năm sắp tới. Ông Ngô đã mô tả các đề xuất này là đùa với lửa. Tiếp tục chương trình với những tin tức đáng chú ý về nội tình Trung Quốc. Thiếu điện trầm trọng, Trung Quốc yêu cầu Nga giúp đỡ. Khi tình trạng thiếu điện lan rộng khắp Trung Quốc, chính phủ của ông Tập Cận Bình đã yêu cầu các công ty năng lượng của Nga giúp đỡ bằng cách tăng xuất khẩu điện sang Trung Quốc. Theo báo The Guardian của Anh vào ngày 30 tháng 9 theo giờ địa phương, Interrail, một công ty năng lượng nhà nước của Nga, vào tối ngày hôm trước cho biết, Trung Quốc đã yêu cầu tăng lượng điện xuất khẩu sang nước này. Người phát ngôn của Interraul cho biết, "Chúng tôi đang xem xét kế hoạch tăng đáng kể nguồn cung cấp điện." Nga được biết chính là nước có thể cung cấp tới 7 tỷ kilowatt điện hàng năm cho Trung Quốc và chỉ riêng năm ngoái, nước này đã cung cấp 3,06 tỷ kilowatt điện cho Trung Quốc. Nếu Interraul chấp thuận Dự kiến họ sẽ tiến hành cung cấp điện trước tiên cho 3 tỉnh phía Đông Bắc là Hắc Long Giang, Cát Lâm và Liêu Ninh gần với Nga và có tình trạng thiếu điện trầm trọng hơn phía Đông Nam do nhu cầu sưởi ấm đang tăng cao khi mùa lạnh tới gần. Hiện tại, đèn đường và đèn giao thông đang bị tắt ở một số khu vực của 3 tỉnh phía Đông Bắc này và các cơ sở thương mại cũng đã bị cắt điện sau 4 giờ chiều hàng ngày. Hàn Tuấn, Chủ tịch tỉnh Cát Lâm Trung Quốc vào ngày 28 tháng 9 cho biết ông sẽ đẩy mạnh nỗ lực mua than từ Nga Indonesia và Mông Cổ. Tại Trung Quốc, tình trạng thiếu điện trầm trọng đang lan rộng khắp đất nước và gây thiệt hại ngày càng gia tăng, các nhà máy lần lượt đã phải đóng cửa. Tình trạng thiếu điện được cho là có nguyên nhân sâu xa từ việc chính phủ Trung Quốc hạn chế sản xuất điện từ nhiên liệu hóa thạch như than đá để đáp ứng mục tiêu phát thải carbon. Người ta cũng chỉ ra rằng sự bất ổn của chuỗi cung ứng do xung đột ngoại giao với Australia, một nhà cung cấp than lớn, cũng đã đóng vai trò như một yếu tố quan trọng khác các nhà máy điện hạt nhân Trung Quốc được yêu cầu hoạt động hết tốc lực. Thưa quý vị, để ứng phó với tình trạng cắt điện tràn lan, chính quyền Trung Quốc đã thông báo các nhà máy điện hạt nhân sẽ phải tích cực hoạt động hết công suất và sẽ tăng cường phát triển các nhà máy điện hạt nhân để cung cấp cho nhu cầu điện gia tăng. Theo báo cáo của truyền thông đại lục, Triệu Thành Côn, phó chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp Năng lượng Hạt nhân Trung Quốc cho biết, hai tập đoàn điện hạt nhân lớn của Trung Quốc là Tổng công ty Hạt nhân Quốc gia Trung Quốc và tập đoàn điện hạt nhân tổng hợp Trung Quốc hiện đang quản lý 48 tổ máy điện hạt nhân đang hoạt động. Chính quyền Bắc Kinh cũng đang chuẩn bị tích cực hơn nữa để phát triển điện hạt nhân và sẽ có thêm từ 6 đến 8 tổ máy điện hạt nhân mỗi năm để điện hạt nhân đạt 8% tổng sản lượng điện năng vào năm 2030. Ông Triệu nói năng lực sản xuất nhiệt điện, năng lượng mặt trời và năng lượng gió của Trung Quốc hiện đang bị hạn chế và năng lượng hạt nhân là sự ổn định của lưới điện và có thể đóng vai trò then chốt trong việc đối phó với các điều kiện ngoại cảnh khắc nghiệt. Vào giữa tháng 6 năm nay, nhà máy điện hạt nhân Đài Sơn do tổng công ty điện hạt nhân Trung Quốc vận hành đã bị hư hỏng thanh nhiên liệu, nhưng chính quyền Trung Quốc đã từ chối đóng cửa để kiểm tra. Điều này đã khiến phía Pháp phải cầu cứu Bộ năng lượng Hoa Kỳ Tuy nhiên, chính quyền Trung Quốc vẫn tự tin vận hành các cơ sở điện hạt nhân, trong khi ngoại giới lo ngại về khả năng vận hành các cơ sở hạt nhân của chính phủ Trung Quốc không đạt tiêu chuẩn, tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Trong những năm gần đây, đã xảy ra một số vụ chống lại việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân ở nhiều vùng khác nhau của Trung Quốc. Nổi tiếng hơn cả là cuộc biểu tình ở Liên Vân Cảng, Giang Tô vào năm 2016. Tuy nhiên, sự phát triển không ngừng của ngành công nghiệp điện hạt nhân Trung Quốc vẫn đang tiếp tục năm 2020, sản lượng điện hạt nhân của Trung Quốc chiếm 4,9% tổng sản lượng điện quốc gia. Cơn đau đầu của Bắc Kinh đang đến, Trung Quốc mới có 3 đội quân thất nghiệp với ít nhất 10 triệu người. Từ đầu năm tới nay, các công ty bất động sản Trung Quốc đồng loạt sa thải nhân viên, các cơ sở giáo dục và đào tạo bị loại bỏ do chính sách mới, quy mô thương mại điện tử xuyên biên giới bị dồn nén, những thay đổi với môi trường sinh thái của ba đội quân thất nghiệp nói trên đã khiến ít nhất 10 triệu người bị cho thôi việc và ngay lập tức đã mất kế sinh nhai. Các học giả dự đoán rằng xu hướng phát triển trong tương lai còn nguy hiểm hơn nữa. Những biện pháp được gọi là kiểm soát khác nhau của chính phủ Trung Quốc như những cơn bão dữ dội đang càn quét mọi ngóc ngách. Đội quân thất nghiệp đầu tiên là sự sa thải đáng kể của các công ty bất động sản. Ngoài tiếng xét về khoản nợ 300 tỷ đô la Mỹ của tập đoàn hàng đại, tập đoàn Tân Lực mới đây cũng đã có báo động. Vào ngày 15 tháng 9, các nhân viên tại trụ sở chính của tập đoàn Tân Lực đã liên tiếp nhận được thông báo bằng lời nói về việc cắt giảm 50% lương. Và sau đó có thông báo rằng tập đoàn sẽ sa thải 50% nhân viên của mình. Đội quân thất nghiệp thứ hai là từ ngành giáo dục và đào tạo. Theo chính sách cắt giảm kép của chính phủ, hàng nghìn cơ sở giáo dục và đào tạo ngoài nhà trường trên khắp Trung Quốc đã bị hủy diệt và hàng chục triệu giảng viên, nhân viên thất nghiệp. Theo báo cáo, tính đến giữa tháng 9, cơ sở giáo dục và đào tạo New Oriental đã sa thải gần 10.000 nhân viên, dự kiến sẽ sa thải 40.000 người nữa trước cuối năm nay. Làn sóng thất nghiệp này còn tồi tệ hơn thế kỷ trước. Trong những năm 1990, việc cải cách các doanh nghiệp nhà nước đã dẫn đến một số lượng lớn nhân viên bị sa thải. Cũng có thể nói rằng đó là làn sóng thất nghiệp hoặc làn sóng khởi nghiệp. Điều này đã cho phép các ngành công nghiệp khác có đủ nguồn lao động trong giai đoạn cải cách và mở cửa. Nhưng khác với thời kỳ đó, làn sóng sa thải nhân viên hiện nay cho thấy cải cách và mở cửa đang trên đà suy giảm. Trong 40 năm cải cách và mở cửa của Trung Quốc đã có 5 làn sóng sa thải nhân viên quy mô lớn. Vụ đầu tiên xảy ra vào những năm 1990 khi Trung Quốc đang chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch sang nền kinh tế thị trường, khi một số lượng lớn nhân viên doanh nghiệp nhà nước bị sa thải. Lần thứ hai là cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu nổ ra vào năm 2008, dẫn đến sự phá sản của một số lượng lớn các đơn vị. Lần thứ ba là năm 2016, khi ngành công nghiệp O2O, tức là trực tuyến, ngoại tuyến sụp đổ và có một làn sóng sa thải. Lần thứ tư là đợt đại dịch Covid-19 xảy ra vào năm ngoái đã ảnh hưởng đến dịch vụ ăn uống, du lịch, ngoại thương và các ngành nghề công nghiệp khác của Trung Quốc. Làn sóng sa thải thứ năm xảy ra trong năm nay. Ba lực lượng thất nghiệp trong ngành bất động sản, giáo dục ngoài nhà trường và ngành thương mại điện tử xuyên biên giới đang ảnh hưởng đến cấu trúc xã hội của Trung Quốc. Công ty thương mại điện tử xuyên biên giới nổi tiếng Yutri với 130 triệu nhân dân tệ tiền quỹ đã bị đóng băng chỉ qua một đêm. Doanh thu của thương hiệu đã giảm từ 45 triệu xuống còn 1 triệu và 1.400 nhân viên nghỉ việc. Một số học giả cho rằng không chỉ ba ngành trên sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, môi trường kinh doanh tồi tệ hơn sẽ lần lượt xuất hiện. Lĩnh vực sa thải không chỉ giới hạn ở các ngành nghề hiện nay. Thưa quý vị, mục tin thế giới sáng ngày 1 tháng 10 của DKN TV đến đây tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị luôn bình an và mạnh khỏe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.